Ban đầu thì tôi định dừng lại ở việc tìm hiểu lát thứ 8. Tuy nhiên, trong quá trình chúng ta làm việc sau này thì chắc hẳn chúng ta cũng cần đến vấn đề đó là validate. Do đó, tôi sẽ bổ sung thêm ở chương 6 này một lớp nữa, đó là lớp validate, giúp cho chúng ta kiểm tra những phần dữ liệu mà người dùng họ nhập vào có đúng với yêu cầu mà chúng ta đã đưa ra hay không. Đây cũng là một ưu điểm của các video online của chúng ta, đó là khi ở ban quản trị Genven có tìm được những phần nội dung nào cảm thấy phù hợp với khóa học thì chúng tôi sẽ làm thêm các video nữa để cung cấp cho các bạn. Bây giờ quay lại vấn đề của chúng ta tìm hiểu về lát thứ 9, đó là lát validate. Đối với lát này, các bạn có thể tìm kiếm trên internet cũng có khá nhiều các phần lát hỗ trợ cho chúng ta. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, chúng ta sẽ tự xây dựng ra một lát validate giúp cho chúng ta kiểm tra những dữ liệu từ phía người dùng họ nhập vào. Bây giờ tôi sẽ quay lại phần editor của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo ra một folder mới. Ở đây tôi đặt là folder 09. Chúng ta tìm hiểu về validate. Và tôi cũng tạo ra một file. Ví dụ ở đây chúng ta tạo ra một file PSP tên là index. Và chúng ta cũng tạo ra một file nữa. File này sẽ chứa phần lát của chúng ta. Tôi đặt tên cho nó là validate.lat.psp. Như vậy, ở file index chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng phần vấn đề của chúng ta cần thực hiện. Ví dụ, tôi có một mảng như thế này. Ở đây là sụp chẳng hạn. Nó là một array. Và nó sẽ có các phần tử như sau. Ví dụ, chúng ta có phần tử là name. Nó sẽ mang giá trị là Nguyễn Văn Nga chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta có phần tử là age để lưu trữ giá trị tuổi của người dùng này. Ví dụ ở đây tôi cho là 25 tuổi. Tiếp theo chúng ta có một phần tử nữa đó là URL. Đây là website của người dùng này. Ví dụ chúng ta có địa chỉ là www.gen.vn. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó là địa chỉ email. Tiếp tục ở đây tôi thay thế thành email. Và chúng ta nhập vào địa chỉ email Nguyễn Văn A a@gmail.com. Ví dụ chúng ta có một mảng như thế này. Và mảng này ở đâu mà chúng ta có? Các bạn thấy mảng này, nếu như chúng ta tạo ra một phần mã nguồn HTML. Tôi có một phần form. Action chúng ta khoan quan tâm. Method chúng ta cũng khoan quan tâm. Và chúng ta đóng thẻ form của chúng ta lại. Bên trong thẻ form này, chúng ta có các ô input. Ví dụ, name của nó là name để lưu trữ giá trị tên. Tiếp theo chúng ta có một ô input đó là age. Tiếp theo nữa, một ô input tên là URL. Như vậy, chúng ta có một form để người dùng họ nhập vào các giá trị này. Và các bạn thấy các giá trị này khi người dùng họ nhập vào và họ nhấn submit, chúng ta sẽ được một mảng body và mảng body của chúng ta hoàn toàn có cấu trúc tương tự như thế này. Name mang giá trị gì? Age mang giá trị gì? URL mang giá trị gì? Và email nó mang giá trị gì? Như vậy, ở đây chúng ta sẽ thông qua bước tạo ra mã nguồn HTML mà chúng ta giả sử rằng chúng ta thu được mảng dữ liệu này từ phía người sử dụng. Công việc của chúng ta đó là kiểm tra xem mảng dữ liệu này người dùng họ nhập vào có đúng với yêu cầu của chúng ta hay không. Như vậy chúng ta bắt đầu phân tích. Đối với lát validate của chúng ta cần tạo ra những phương thức cũng như những thuộc tính gì. Tôi quay lại lát validate của chúng ta. Như vậy ở đây tôi đặt tên là lát validate. Chúng ta sẽ bắt đầu xác định xem các thuộc tính cần có của lát validate. Các bạn thấy thuộc tính đầu tiên chúng ta cần đó là chúng ta sẽ lưu trữ những phần thông báo lỗi. Có nghĩa rằng khi phần name của chúng ta nó không hợp lệ thì chúng ta phải lưu trữ lại giá trị lỗi của nó là giá trị gì. Như vậy ở đây tôi ghi chú. Chúng ta sẽ có một error array và tôi sẽ đặt nó ở trạng thái là private. Ở đây sẽ là error và chúng ta cho nó có thêm chữ s. Nó sẽ là một array. Tiếp theo chúng ta có đó là mảng dữ liệu mà chúng ta truyền vào để chúng ta tiến hành validate. Như vậy ở đây tôi tạm thời đặt là sort array. Nó cũng là một mảng.
Và tôi cũng đặt trạng thái cho nó là private. Ở đây là biến số. Nó cũng là một array. Tiếp theo, chúng ta sẽ có những quy tắc để chúng ta kiểm tra cho những phần tử trong mảng sort này. Ví dụ, trong file index của chúng ta, các bạn thấy có phần tử name. Như vậy, đối với phần tử name, tôi muốn kiểm tra nó theo kiểu. Ví dụ, tôi sẽ ghi chú ở đây. Name, tôi kiểm tra theo là gene. Chiều dài tối thiểu của chuỗi này là 5. Và chiều dài tối đa đó là 20. Đối với tuổi, tôi sẽ kiểm tra nó có phải là kiểu số hay không, integer. Tiếp theo, giá trị của nó phải nằm trong khoảng từ 20 cho đến 100. Tiếp theo, URL, chúng ta phải kiểm tra nó theo kiểu là URL. Và email, chúng ta kiểm tra nó theo kiểu là email. Như vậy, các bạn thấy đối với mỗi phần tử, chúng ta sẽ có một phần quy tắc để chúng ta kiểm tra nó. Như vậy ở đây, tôi sẽ có thêm một phần tử nữa, đó là rule. Ví dụ chúng ta đặt là rule array private và chúng ta tạo ra một biến rule. Nó cũng là một array để lưu trữ các quy tắc kiểm tra cho một phần tử nào đó. Tiếp theo, các bạn thấy khi chúng ta kiểm tra, ví dụ khi chúng ta kiểm tra mảng này, thì nếu như nó có lỗi, chúng ta sẽ lưu nó vào mảng error. Như vậy, nếu như nó không có lỗi, có nghĩa rằng có những phần tử nó thỏa mãn yêu cầu, thì chúng ta sẽ lưu nó vào một mảng nào đó. Như vậy, tôi tiếp tục tạo ra một phần tử nữa. Ở đây tôi đặt là research chẳng hạn. Và chúng ta cũng có một phần tử tên là research ở đây. Như vậy, các bạn thấy thuộc tính cơ bản chúng ta đã xây dựng xong. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng các phần phương thức. Đầu tiên, đó là phương thức construct, phương thức xây dựng. Nó sẽ ở trạng thái là public function construct. Như vậy, đối với phương thức construct này, chúng ta cần xác định những gì? Bây giờ, tôi vào lại file index. Lúc này, chúng ta sẽ gọi đến đối tượng validate. Và để gọi nó, thì chúng ta phải rewrite nó vào. Rewrite1 validate.last.php. Như vậy, các bạn thấy khi chúng ta tạo ra một đối tượng validate, thì giá trị của chúng ta cần truyền vào đầu tiên đó là những dữ liệu nào mà chúng ta muốn kiểm tra, chính là phần sort. Như vậy, đối với phần construct, tôi truyền vào đây đó là sort. Và như vậy, chúng ta sẽ gán như sau. Did, chúng ta gọi đến thuộc tính là sort. Nó sẽ bằng với biến sort được gọi ở hàm construct tôi đưa vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử tạo ra một đối tượng. Ở đây là validate bằng new validate. Các bạn thấy chúng ta cần truyền vào mảng sort và mảng sort chúng ta đã xác định ở phía trên. Tôi sẽ thử in ra validate này. Tôi đưa vào đây. Và chúng ta sẽ thử vào file index này. Tôi vào lại phần mã nguồn. Chúng ta vào folder 09. Và các bạn thấy đây là mảng của chúng ta in được. Tạm thời error, rule và research của chúng ta đều là các mảng rộng. Chỉ có mảng sort, đây là mảng đã tồn tại. Name Nguyễn Văn Nga. A là 25, URL www.gen.vn và địa chỉ email. Như vậy, tiếp theo chúng ta cần xác định đó là quy tắc để chúng ta kiểm tra cho mỗi phần tử này. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện việc tạo ra những phần quy tắc như thế nào. Ở đây tôi sẽ ghi chú đó là add rule và chúng ta có add. Ở đây tôi cũng đặt là public function add rule chẳng hạn. Và chữ rule của chúng ta sẽ là ở số nhiều. Chúng ta sẽ truyền vào phần rule mà chúng ta muốn áp dụng cho các phần tử mà chúng ta muốn kiểm tra. Như vậy ở đây đơn giản did, chúng ta sẽ gọi đến rule và nó bằng với phần rule này. Ở đây tôi sẽ quay lại file index. Ví dụ tôi có một phần rule như sau. Tôi sẽ ghi chú ở đây, đó là rule của chúng ta. Như vậy tôi cũng đặt một mảng là rule. Nó sẽ là một array có dạng như thế này. Đầu tiên, tôi muốn kiểm tra cho phần tử name. Như vậy đây là name. Nó sẽ có dạng là một array. Và array này nó gồm các phần tử sau. Phần tử đầu tiên, kiểu mà chúng ta muốn kiểm tra.
Các bạn thấy name chúng ta kiểm tra theo kiểu là gene. Như vậy ở đây tôi truyền vào type. Và kiểu mà chúng ta kiểm tra cho nó đó là kiểu gene. Tiếp theo khi chúng ta kiểm tra kiểu gene thì độ dài tối thiểu của chuỗi này là bao nhiêu và độ dài tối đa là bao nhiêu. Như vậy ở đây tôi có thêm một phần tử nữa. Min của chúng ta ví dụ tôi cho nó là 10 và max chúng ta sẽ cho nó là 50 chẳng hạn. Như vậy giá trị ở đây là 50. Chúng ta đã truyền được một phần quy tắc kiểm tra. Bây giờ chúng ta truyền thêm một phần quy tắc nữa, đó là kiểm tra cho tuổi A. Đối với tuổi tôi sẽ quy định như sau. Tuổi của chúng ta phải là kiểu số. Như vậy type ở đây sẽ là numeric chẳng hạn. Và tuổi của chúng ta phải nằm trong khoảng từ 1 cho đến 90. Như vậy đây là giá trị 90. Và các bạn thấy chúng ta đã áp dụng được phần quy tắc. Chúng ta sẽ gán nó vào. Như vậy để gán nó vào thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Validate. Chúng ta gọi đến phương thức là addRun và chúng ta truyền vào phần run. Bây giờ tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy chúng ta đã có phần run. Đầu tiên kiểm tra name. Chúng ta kiểm tra theo là kiểu gene. Chiều dài tối thiểu 10, chiều dài tối đa là 50. Đối với phần tử A, chúng ta thực hiện kiểm tra là kiểm tra kiểu số. Giá trị nhỏ nhất là 1 và giá trị lớn nhất là 90. Tuy nhiên khi chúng ta thực hiện hàm addRun có một vấn đề như thế này. Đó là đôi khi chúng ta sẽ không add một lần một array như thế này, mà chúng ta sẽ add từng phần tử. Có nghĩa là sao? Tôi copy nội dung này, tôi đưa xuống đây. Lúc này chúng ta chỉ add cho một phần tử duy nhất. Ví dụ đối với phần tử name thì chúng ta có quy tắc là gì? Ở đây là addRun không có up. Như vậy đối với phương thức này chúng ta cần xác định chúng ta add cho phần tử nào. Ở đây tôi đặt là element. Kiểu add của chúng ta là kiểu gì? Ở đây là type. Tiếp theo giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất. Như vậy min tôi gán giá trị mặc định cho nó là 0 và max chúng ta gán giá trị mặc định cho nó là 0. Các bạn thấy khi chúng ta in ra phần run nó là một array như thế này. Ví dụ bây giờ tôi muốn thêm một phần tử nữa, có phải là dist chọn đến run phần tử mới. Và phần tử mới này chính là element. Tôi đưa vào đây. Nó cũng là một array. Và ở đây nó sẽ có dạng là một array. Và array của chúng ta nó cũng có cấu trúc như thế này. Type là gì, min là gì và max là gì. Tôi sẽ đưa vào đây. Như vậy các bạn thấy type chúng ta lúc này chính là biến type được truyền vào. Min chính là biến min được truyền vào. Và max chính là biến max được truyền vào. Bây giờ chúng ta sẽ thử gọi nó để chúng ta kiểm tra xem phương thức của chúng ta hoạt động như thế nào. Ở file index này, bây giờ tôi sẽ save lại. Chúng ta sẽ đến với index 02 để chúng ta không bị nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta sẽ add theo từng run. Như vậy lúc này sẽ là validate. Chúng ta gọi đến phương thức addRun và nó không có up. Element. Ví dụ tôi add cho phần tử name. Tôi đưa vào đây là name. Kiểu của chúng ta kiểm tra là kiểu gì? Tôi muốn kiểm tra theo kiểu gene. Như vậy đây là gene. Chiều dài ít nhất của chuỗi là 5 và nhiều nhất là 20. Như vậy các bạn thấy chúng ta đã kiểm tra xong cho một phần tử. Tiếp theo, chúng ta muốn kiểm tra cho A. Như vậy ở đây chúng ta truyền vào A. Kiểu của chúng ta muốn kiểm tra đó là numeric. Hoặc là chúng ta ghi kiểu in cho dễ. Giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất là 90. Sau đó chúng ta cũng in ra phần validate. Bây giờ tôi sẽ vào file 02 để chúng ta kiểm tra. index-02.psp. Các bạn thấy chúng ta cũng có những giá trị như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một trường hợp, đó là chúng ta add vào một phần run có nhiều phần tử. Như vậy ở đây tôi sẽ vào lại file index. Tôi copy nội dung này. Chúng ta đưa qua file index-02. Chúng ta ghi vào đây. Ở đây là trường hợp add cho từng phần tử và ở đây là trường hợp add cho nhiều phần tử. Lúc này tôi add cho URL và email.
Đối với URL và email, các bạn thấy chúng ta không cần truyền vào min và max. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần truyền vào kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn kiểm tra. URL tôi kiểm tra theo URL, nội dung này tôi bỏ đi. Và email tôi cũng kiểm tra theo kiểu là email, nội dung này tôi cũng bỏ đi. Bây giờ chúng ta sẽ thử refresh lại xem rằng nó xuất hiện như thế nào. Tôi refresh, các bạn thấy lúc này nó chỉ có hai phần tử URL và email. Ở đây chúng ta đã add cho name và age, tuy nhiên ở phần xuất ra màn hình các bạn thấy chỉ có URL và email. Như vậy vấn đề này chúng ta giải quyết như thế nào?